Chào các bạn, chào bạn Phạm Văn Dương. Thì bạn nhờ tôi làm một con dao. Bây giờ tôi sẽ mở cái hộp này xem cái loại thép này là thép gì. Vòng bi này không có mát nha, nó đen sạm mất rồi. Cái này cũng thế. Ok, không biết là vòng bi có nước nào. Bây giờ tôi sẽ làm một con dao thái xem cái độ sắc, cái độ giữ cạnh của nó như thế nào. Mời các bạn hãy dõi theo màn hình cùng tôi khám phá cái vòng bi này.
Đây, như thế này tôi đã hoàn thiện xong cái lưới dao bằng thép vong bi. Bây giờ tôi thử cạo lông chân xem cái độ sắc của nó như thế nào. Đây, các bạn thấy chưa ạ? Tuyệt vời, rất ngọt. Sắc ngọt còn hơn dao lam đây. Ok, còn phần lắp cán tôi sẽ vào tôi lắp nốt. Rất tuyệt vời, các bạn thấy nhỉ, tôi tung quả cà chua xuống phát đứt ngọt luôn, chính tỏ là cái độ sắc của nó rất tuyệt vời. Ta cạo lông chân để ngọt lịm luôn đấy, chính tỏ là cái vòng bi này là cực kỳ chất lượng. Tôi khẳng định các bạn rằng là cái vòng bi này có khả năng là vòng bi của Nhật, rất chỉ là tốt. Các bạn có cái vòng bi như thế này, tôi khuyên các bạn là nên đấy làm dao là cực kỳ chất lượng. Về cái màu sắc của nó thì rất là mượt mà. Đấy, trông rất mượt. Các bạn làm cái con dao thái như thế này, cái sống của nó trong cổ này thì dày, kéo ra ngoài này thì nó mỏng dần, trông nó thuần thuần rất chỉ đẹp. Còn về cái cán này, các bạn làm bằng gỗ cầm chỉ, cái vân của nó là cực kỳ là đẹp. Còn cái khâu này là khâu inox mạ đồng, rất chỉ sáng bóng, ta được chốt 2 đinh đồng. Về cái màu vân của cái cán này nổi lên cuồn cuộn như sóng biển, rất chỉ là đẹp.
cái nước thép này là rất tốt, cái độ sắc của nó là rất chỉ là ngọt các bạn ạ, rất tuyệt vời. Vâng, video tôi quay toàn cảnh cách làm con dao thái bằng thép vòng bi của Nhật đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.